Lady Gaga khóc vì phải hủy đêm nhạc. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Miami, Mỹ, Lady Gaga buộc phải hủy bỏ concert để đảm bảo an toàn cho những người tham gia. Cô bật khóc khi thông báo cho người hâm mộ buổi hòa nhạc tại sân vận động Hard Rock tại Miami, Mỹ vào tối thứ Bảy. Miami là buổi diễn cuối cùng trong The Chromatica World Tour. Tuy nhiên, mưa kèm sấm chớp với cường độ mạnh đã xuất hiện khi Gaga đang biểu diễn trên sân khấu. Theo TMZ, Lady Gaga đã bật khóc vì điều kiện thời tiết cực đoan khiến ca sĩ buộc phải hủy concert. Ban đầu cô đã kêu gọi mọi người lên khán đài để chờ tình hình cải thiện. Tuy nhiên, do thời tiết ngày càng trở nên nguy hiểm, nữ ca sĩ phải hủy bỏ concert và yêu cầu fan tìm nơi trú ẩn. Gaga đã khóc và bày tỏ sự thất vọng một cách bất lực. Cô trình diễn nốt ca khúc Anger Down và kết thúc show diễn. Trên mạng xã hội, Lady Gaga bật khóc khi xin lỗi các fan. Cô nói, tôi luôn muốn là người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng đồng thời có trách nhiệm. Tôi không biết sẽ phải làm gì nếu có chuyện không may xảy ra với khán giả hoặc nhân viên, ban nhạc và vũ công của tôi. Vì vậy, thành thật xin lỗi vì không thể biểu diễn, nhưng điều đáng giá hơn đối với tôi là cuộc sống. Ca sĩ Born This Way cũng lên tiếng cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ và cảm thông.